Ui, Hello Minh Chí. Ôi giời, bad bunny, my friend. Đau lòng. Đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng mà hai người bạn của mình bắn nhau như vậy. Thật là đau lòng quá đi. Thường thì lo bếp sẽ thua. Lát anh em mình quật nhau nhé. Quật nhau à? Thôi để tôi cuối tuần sau đi, tại vì là cuối tuần này đi. Tại vì bây giờ mình livestream xong mình sẽ nghỉ đâu, mình tối mình còn đi làm nữa. Quật nhau giờ này mệt lắm. Hẹn mọi người là livestream mình làm vài trận với mọi người, nhưng mà giờ này thôi. Để hôm khác vậy. Khó khó cho lớp bếp. Thông thường thì mình sẽ sử dụng cho cái matchup này mình sẽ sử dụng Vanquish và Goblin để counter Goblin Barrel này. Em tưởng anh ngọc á, anh reset lại cái máy cơ. Viper get a hack counter all the time. The last hour time he missed too much counter deck in rows. That's great. My tornado, it in the lock. It can shun up right now. Yeah, it can shun up, the better. Hello Long. Hello anh em. Giờ mới vào. Những người anh em đông thế này mà bây giờ mới vào. Thật là lãng phí. Nãy livestream một đợt rồi. Wow, ơi. GG. Một trơn lỗi của ok, GG. Hôm nay thì anh em Việt Nam. Viper, Viper, what are you doing? Three musketeer, Red Hawk. Muốn ngật với anh quá. Thôi, không thôi, ông. Bật thì giờ này, Rocket ạ. Cool. So cool. Nice tornado. Tornado hay quá. Luôn đánh Vanquish Arai cùng hướng với lại Ghost. Rocket Time. Rocket Time. Thank you, Shuna. Không, xoay ra Vanquish thứ hai. Cái Vanquish là hợp lý bởi vì là Vanquish không dễ bị counter, còn ít bị counter nhất. Hay. Event cực kỳ hiệu quả. Biohazard thằng nào thế? Ôi giờ ơi, Executioner. Đấy là lý do tại sao mà mình không thích Executioner lắm. Hóa thai hit. Rocket. Well, that's all said. He not going to ladder anymore. I don't care about that, bro. I don't like him. Don't care.
Thằng Cao Legend nó cũng không cút nữa rồi. Tornado! Nice tornado! Rocket time! Rocket time! Rocket time! Boom 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 boom! Hay chưa? Piper! Let's go! Let's get it! Let's get it! Let's get it! Phê Leo lại tốt nào tốt 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 tốt. Hey Adaban Viper. Nhớ chứ. So rocket coming, rocket coming, rocket coming. Shoot. Drop. Araban new deck nhá. Vì sao mà đánh ghê phết. Thẻ cuối cùng của nó là một con Ancient Dragon. Hey, what's up, what's up? Hey, Zlatka Adaban Ancient Dragon. Cool. Chỉ Rocket có thể chặn được cái tượng balloon thôi. Executioner là một điều gì khác biệt. Nó khác biệt bởi vì nó chỉ cần nó chỉ cần một cái Fizzy thôi thì Viper có thể mất trụ. Muji mùa này có phút không? Có, nó đang phút đấy. Nhưng mà anh không có friendly thôi. Muji pushing right now. À, hello Sunny, lâu lắm rồi mới quay lại nhỉ. Hôm nay trời mưa mà em lại quay lại. Chỉ có Executioner mới có thể chặn được cái turn mạnh cực mạnh như này. Con rồng thổi bay luôn. Ui, Executioner vẫn sống. Rocket on the left. Alright, sorry. Cái kỹ nó đang push ác khác đấy anh em ạ. Không phải bỏ push đâu. Nó không muốn nói là push ác nào thôi. Thực ra nó đang push đấy. Oh, Rocket fail. Tornado, he should active King Tower right now. Active King Tower, active King Tower. Oh. Goblin, 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 Goblin. Yeah, that's right. Goblin. And I see Breeze. À, như là đúng mình. Con bây giờ mà nó ra con Electro Dragon sẽ đánh rất là khó. Đấy, đây là thời điểm mà Electro Dragon xuất hiện này. Rocket, good job. Tornado. Balloon, em chết. No, 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 no. No. Ui. May cái trụ nó xuất hiện, cái trụ nó bắn được. what's last guy? Electro Dragon. Electro Dragon, bro. One hit hop. Only one hit hop, come on. Oh my god, double rocket, double. Xem phê vãi. À, phút tiếp 8k không? Anh phải phút đến 9k, anh mới phút cho 8k, người thấp. Hawk's like, Hawk coming.
Hot coming, easy. Rocket, I need rocket, rocket. No way, no way. Đến 80% là hay rồi. Một ba chín vẫn được, vẫn được, vẫn được, chúng ta còn hơn 50 phút nữa. Được, expo được lắm, lava lên đi các con. Sắp lấy hát anh ơi, ôi ngon thi nhỉ, học xong bằng ô tô lại có cả FH này. Ông nhất ông tưởng kênh anh bị tắt kiếm tiền rồi, vẫn thấy quảng cáo trước khi vào stream này. Mới up lại rồi. Nên là tại sao các bạn biết là tại sao hiện tại bây giờ mình đang làm clip có mặt của mình, mặc dù là bình luận cũng chỉ chấm gió thôi. Vì là các clip trước của mình gần như không có mặt mình, nên là nó reset mất 2 tháng liên tiếp. Ê, không có tiền, mệt quá. Nản, suy sụp. Đôi quảng cáo cho đặc sắc á. Thì anh đang bật đợt YouTube này có một tính năng đặc biệt, đó là vừa bật quảng cáo trong livestream được. Ngày xưa là chúng ta chỉ có một quảng cáo thôi, bây giờ chúng ta có thể bật nhiều quảng cáo trong một lúc. Nên là mình có thể là mình sẽ bật quảng cáo liên tục lên mọi người. 104 cộng với lại đăng ký ở quê hay đăng ký ở Hà Nội. YouTube bây giờ đang bật quảng cáo liên tục ở trong trong khi livestream mà. Quảng cáo bây giờ nhiều lắm. Các bạn nghĩ là YouTube nó chết đâu. Ngày xưa YouTube bị tẩy chay nhưng bây giờ không. Có một đợt YouTube bị tẩy chay. Sợ easy easy. Ngày xưa anh cũng thêm hình như ba củ mấy. Ba củ mấy cộng với lại ba củ mấy cộng với lại tiền là mấy là bao nhiêu nhỉ? Dịch vụ cũng thêm mấy trăm hay sao. Nói chung tổng quanh hết là 109 triệu ra biển đấy. Thôi tuần này cái các bạn A1 à, rồi chúc em nhá, chúc em may mắn. Như cái bài mà lấy dốc số 3 cũng hơi fail ấy. Tôi thấy mọi người kêu ca suốt. Cố gắng lên. Rocket time. Woo. So easy. A1 dễ à? Hello, you have tried a swarm execution with with your wizard? No. I don't like executioner because his speed is very very low. And I really like his speed of wizard. Brian Compus. Adam, my boy. Viper, let's go! Super TNs! Còn cái nó không cút được đâu. CIO á, thế là rồi anh chả xem nữa cơ. Nhưng mà sắp lâu lắm anh không xem CIO. Want to see some Mider Sam Đông 111.000 thương mại. Lúc nãy kênh được bao nhiêu người xem xong rồi anh đang mưa sợ quá thì anh tắt đi. You have Anani in Felix? Yes, I have Anani in my Felix, but right now I have a low ranking. It's time for top 10 only. No, top 20 only. It's time. Viper! Viper! Hết mưa rồi, mẹ sếp đỡ sạch, sếp đánh đoàn đoàn đoàn. Sợ vãi.
Rồi, Exomat 12 á, nhanh vãi. Tình hình là rất nhiều player đang xây cho Felix của mình đang cũng rất mạnh. Không hiểu sao Royal Dragon vẫn có một hit là như nào nhỉ? Goblin Gate vẫn xuất hiện nhanh quá. Xoay ra Executioner tốt hơn là việc mà thả Van Key. Executioner. 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 Executioner đâu con này hợp lý hơn. Cứ thả Executioner nó bị Fireball. Trời ơi, Hawk thế này không vào được trụ rồi. Quá khó. Nesrit vẫn trâu, nó chỉ giảm cái phần tốc độ của nó thôi. Lock lên, cứ lock như thế này thì vẫn... Executioner đặt cao hơn. Đúng rồi. Bị Muscity bắn qua đầu. Rồi, good game. Lock. Hawk đẩy lên, Hawk Rider, Tornado. Woo. Không kịp. Có xong đi gì, grab play. Fireball chuẩn quá. Goblin Cake quá nhanh. Tornado là xong rồi, đi nhìn. Fireball. Gridlock đã xong. Quá khó cho cuộc tình. Đoạn bánh rất hay nhưng mà thực sự nó quá là đích khó khó. Quá khó. Đây là những thời điểm mà cuối cùng rồi. Viper vẫn đang cố gắng top 63. Hey, Viper, let's go. Biết đâu bạn được matchup ngon. À, trận này ăn được. Let's go, Viper. Viper lost all matchup, but still were top 1. À, top 2. Okay. Okay, I'm good. Nickname là thằng nào phút ta? Deck này ăn được, deck này ăn được. Lock. Dùng văn khi để chặn, dùng ice. Lock, lock. Không dùng chặn, không lock à? Không, lock sẽ giữ lại để cho đàn gang. Zach still Zach playing this season? No. This is retired. Lock, lock, cho bên... Monkey. Okay, not bad. Thằng Viper, thằng Jaffa nó đổi land là một điều sai lầm. Goblin Gang đâu? Không, Goblin Gang sợ. Goblin. Yeah. Không, mà bản này nó bên không được bút đâu. Vì là nó biết là nằm trong danh sách không được bút. Good job Viper. Đây là top 3 mụn 4 người đấy. How much time?
17 minutes. Hai con executioner. Seven, six, five, four, three, one. Good job, Viper. No. Đấy khóc này, đấy khóc sai 2.6 của cơ có cửa hơn nha.